Xin chào các em học sinh lớp 2, rất vui khi được gặp lại các em. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chữa đề kiểm tra tiếng Việt lớp 2, học kỳ 1 của bộ sách Cánh Diều các em nhé. Đề kiểm tra hôm nay của chúng ta đó là đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Phần 1, kiểm tra đọc. Bài 1, đọc thành tiếng. Ở bài tập này, các em hãy đọc bài Con nuôi, trang 115, sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Các em lưu ý, vì đây là phần đọc thành tiếng, nên khi đọc bài, các em phải đọc to, rõ ràng và mạch lạc để có thể được điểm cao. Sau khi đã đọc xong bài Con nuôi, thì các em hãy trả lời câu hỏi ở phía bên cạnh. Câu nói nào trong đoạn 3 giúp em hiểu bạn Ngọc được bố mẹ nuôi rất yêu thương? Với câu hỏi này, cô có phần gợi ý cho các em như sau. Câu nói trong đoạn 3 giúp em hiểu bạn Ngọc được bố mẹ nuôi rất yêu thương là: con nuôi không được cha mẹ sinh ra, nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Cô hy vọng là với phần gợi ý này thì các em sẽ đạt được điểm cao trong phần đọc thành tiếng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo của đề kiểm tra đọc. Ở phần đọc hiểu này, các em và cô hãy cùng nhau đọc bài thơ Tìm Bạn, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Tìm bạn. Vịt con đang hí hoáy, ngồi vẽ ông mặt trời. Bạn heo gọi ới ời, vịt giật mình hoảng hốt. Ôi thôi lọ màu đổ, bắn tung tóe khắp nơi. Vây bẩn lên tấm áo, vịt giận rồi heo ơi. Năn nỉ mà, heo tỉ tê làm hòa. Vịt con cười hết giận, lần sau cẩn thận nha. Đây là một bài thơ của tác giả Việt Quỳnh. Sau khi đã đọc xong bài thơ Tình Bạn, các em hãy cùng cô quan sát các câu hỏi ở phía dưới và đi trả lời. Câu 1. Trong bài thơ trên, vì sao vịt giận bạn heo? A. Vì heo gọi làm bạn vịt giật mình. B. Vì bạn vịt làm đổ lọ mực. C. Vì vịt làm mực bắn vào chiếc váy xinh. Và D. Vì heo gọi vịt làm vịt giật mình nên làm đổ lọ mực vào áo. Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, các em hãy cùng cô quay trở lại bài đọc và đi tìm đáp án. Các em hãy cùng cô quan sát bài đọc. Vịt con đang hí hoáy, ngồi vẽ ông mặt trời. Bạn heo gọi ới ời, vịt giật mình hoảng hốt. Ôi thôi lọ màu đổ, bắn tung tóe khắp nơi. Vây bẩn lên tấm áo, vịt giận rồi heo ơi. À, như vậy thì qua đoạn thơ vừa rồi, các em đã tìm ra lý do vì sao vịt giận heo chưa nhỉ? Cô sẽ gạch chân các câu thơ để các em được nhìn thấy rõ ràng hơn nhé. Cô có câu thơ: bạn heo gọi ới ời, vịt giật mình hoảng hốt. Ôi thôi lọ màu đổ, bắn tung tóe khắp nơi. Vấy bẩn lên tấm áo, vịt giận rồi heo ơi. Đây chính là lý do mà vịt đã giận bạn heo. Đó là bởi vì heo gọi vịt làm vịt giật mình nên làm đổ lọ mực vào áo. Như vậy, với câu hỏi thứ nhất, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Heo gọi vịt làm vịt giật mình nên làm đổ lọ mực vào áo. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D. Câu 2. Câu văn nào nói đúng về tình bạn trong bài thơ trên? A. Heo nghịch ngợm, vịt biết vị tha cho bạn. B. Heo và vịt là đôi bạn có tình bạn đẹp. C. Heo và vịt luôn ganh tị nhau nên heo làm đổ mực lên áo vịt. Và D. Heo và vịt đều ích kỷ, luôn tranh giành lẫn nhau. À, như vậy với câu hỏi, câu văn nào nói đúng về tình bạn trong bài thơ trên, thì các em có thể thấy là trong bài thơ trên, khi mà vịt con đang bận vẽ này, bạn heo đã không may gọi vịt làm cho vịt giật mình. Vịt đã làm đổ mực lên áo của mình. Và heo thấy thế liền xin lỗi vịt. Sau đó thì vịt tha thứ cho heo. Như vậy qua những sự việc trên thì chúng ta có thể thấy bạn heo tuy nghịch ngợm hấp tấp nhưng mà cũng là một người biết xin lỗi này. Khi mắc lỗi thì lập tức xin lỗi vịt. Và vịt cũng rất trân trọng tình bạn của heo, nên là khi mà heo đã xin lỗi thì vịt cũng đồng ý tha thứ cho. Vậy thì giữa heo và vịt, đây là đôi bạn có một tình bạn rất đẹp các em ạ. Vậy thì đáp án chính xác của câu số 2 đó là đáp án B. Heo và vịt là đôi bạn thân có tình bạn đẹp. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án B. Câu 3. Qua bài thơ, em học được điều gì? A. Không được làm đổ mực tung tóe. B. Không được làm phiền bạn khi đang vẽ. C. Trong tình bạn cần biết nhường nhịn và nhận lỗi. Và D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Qua bài thơ vừa rồi thì như cô đã nói ở trên, chúng ta có thể thấy được một tình bạn rất đẹp này. Khi mà bạn heo nghịch ngợm hấp tấp khiến cho vịt làm đổ mực, thì vịt rất là khoan dung này và đã tha lỗi cho bạn. Còn heo thì cũng biết nhận lỗi. Vậy thì qua bài thơ chúng ta có thể học được một điều, đó là trong tình bạn cần biết nhường nhịn và nhận lỗi. Có như vậy thì tình bạn mới có thể luôn giữ Có như vậy thì chúng ta mới có thể luôn giữ được tình bạn đẹp. Vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 3 đó là đáp án C. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án C. Trong tình bạn cần biết nhường nhịn và nhận lỗi. Câu 4, em hãy đóng vai chú heo và viết một câu xin lỗi vịt con nhé. Ở câu hỏi này, các em hãy nhập tâm vào vai chú heo trong bài thơ, sau đó viết một câu để xin lỗi bạn vịt vì đã làm bẩn áo của bạn vịt này. Với câu hỏi này thì cô sẽ viết một câu xin lỗi như sau. Cô có câu văn: vịt con ơi, mình xin lỗi, vịt con tha thứ cho mình nhé. Với câu hỏi số 4 thì cô đã viết được câu văn như sau. Vịt con ơi, mình xin lỗi, vịt con tha thứ cho mình nhé. Đây chính là lời xin lỗi của cô gửi đến bạn vịt. Các em cũng hãy viết lời xin lỗi của mình với bạn vịt các em nhé. Câu 5, điền dấu câu tương ứng với mỗi câu sau. Cô có hai câu. A, bức tranh vịt con vẽ đã sắp hoàn thành. Và câu B, ôi, chiếc áo của vịt con bị bẩn rồi. Để làm được bài tập này thì trước tiên cô và các em hãy cùng nhau ôn lại một chút về dấu câu. Chúng ta đã cùng nhau học về bốn loại dấu câu. Dấu câu thứ nhất là dấu phẩy, được dùng để ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu, ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm, từ cùng chỉ hoạt động hoặc là cùng chỉ sự vật trong câu. Ngoài ra, dấu phẩy còn được dùng để ngăn cách các thành phần phụ với thành phần chính trong câu khi thành phần phụ đứng ở đầu câu. Dấu câu thứ hai đó là dấu chấm. Dấu chấm thì được dùng để kết thúc câu kể. Dấu câu thứ ba là dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi được đặt ở cuối câu hỏi. Và cuối cùng, dấu chấm than được dùng ở cuối câu bộc lộ cảm xúc. Đó chính là bốn dấu câu mà chúng ta đã được học. Bây giờ thì dựa vào những công dụng mà chúng ta vừa ôn lại, các em hãy cùng cô điền dấu câu chính xác. Ở câu A, bức tranh vịt con vẽ đã sắp hoàn thành. Đây là một câu kể nói về việc là bức tranh của bạn vịt con vẽ đã sắp được hoàn thành rồi. Vì vậy, ở ô trống trong câu A này, chúng ta sẽ điền dấu chấm, bởi vì dấu chấm thì được dùng để kết thúc câu kể. Các em hãy cùng cô điền dấu chấm. Ý B, ôi, chiếc áo của vịt con bị bẩn rồi. Đây là một câu nói thể hiện cảm xúc tiếc nuối, cảm thán về việc là chiếc áo của vịt con đã bị bẩn. Và ở cuối câu bộc lộ cảm xúc thì chúng ta dùng dấu chấm than. Vì vậy, ở ô trống này, các em hãy cùng cô điền dấu chấm than. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi số 5 rồi. Các em hãy cùng cô đến với câu hỏi tiếp theo. Câu 6, điền vào ô trống để tạo câu thuộc kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào. Ý A, cô có từ vịt con. Và ý B, cô có từ lọ màu. Bây giờ chúng ta hãy điền vào ô trống đằng sau từ vịt con và sau từ lọ màu để được câu thuộc kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào. Câu kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào thì được dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, của vật. Vậy thì với hai ý đã cho ở ý A và ý B, cô có từ vịt con và lọ màu đều đã trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và bộ phận còn thiếu của chúng ta đó là bộ phận thế nào. Bộ phận thế nào thì sẽ gồm các từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật. Nên ở hai ô trống này, chúng ta hãy cùng nhau tìm các từ chỉ đặc điểm, tính chất của vịt con và lọ màu để hoàn thành câu văn thuộc kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào. Ở ý A, với từ vịt con thì cô nghĩ ngay đến bạn vịt con ở trong bài là một người rất vị tha. Vậy thì ở ý A này, cô sẽ viết được câu văn như sau. Vịt con rất vị tha. Cô điền cụm từ rất vị tha. Vịt con rất vị tha. Và với ý B, từ lọ màu, cô nghĩ đến là những lọ màu thì có những màu sắc rất là sặc sỡ này. Và khi mà nhìn lọ màu như vậy thì cô thấy rất đẹp. Nên với ý B thì cô viết được câu văn đó là lọ màu rất đẹp. Đây chính là hai câu văn thuộc kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào mà cô đã viết được dựa vào hai từ vịt con và lọ màu. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 7. Tìm trong bài thơ
và điền từ ngữ vào cột thích hợp. Cô có 3 cột. Cột thứ nhất là hai từ chỉ sự vật. Cột thứ hai là hai từ chỉ hoạt động. Và cột cuối cùng là một từ chỉ đặc điểm. Ở bài tập này thì các em sẽ phải quay trở lại bài đọc một lần nữa để đi tìm hai từ chỉ sự vật, hai từ chỉ hoạt động và hai từ chỉ đặc điểm. Sau đó thì các em sẽ viết lần lượt các từ vừa tìm được vào trong cột ở vào trong bảng ở câu hỏi số 7. Trước khi làm câu hỏi số 7, cô và các em hãy cùng nhau nhắc lại về từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm để chúng ta có thể tìm được dễ dàng. Từ chỉ sự vật là những từ chỉ cây cối, chỉ con người, con vật, cảnh vật, hiện tượng hoặc là chỉ đồ vật. Còn từ chỉ hoạt động là từ chỉ những hoạt động của con người như là đi, đứng, đọc, viết. Và cuối cùng, từ chỉ đặc điểm là những từ chỉ màu sắc, chỉ hình dáng kích thước, chỉ mùi vị hoặc là chỉ những đặc điểm khác của sự vật như là già này, non này, trẻ trung, xinh đẹp, nhân hậu, vân vân. Sau khi đã cùng nhau ôn lại về từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm rồi thì bây giờ chúng ta có thể dễ dàng tìm được ba loại từ này ở trong bài thơ đúng không nào các em? Các em hãy cùng cô đi tìm. Đầu tiên là từ chỉ sự vật, chúng ta sẽ tìm hai từ chỉ sự vật trước các em nhé. Vịt con đang hí hoáy. À, ở ngay câu thơ đầu tiên này là cô đã tìm được một sự vật rồi các em ạ. Cô tìm được từ đó là từ vịt con. Cô sẽ đánh dấu lại từ vịt con để chúng ta có thể theo dõi. Vịt con đang hí hoáy. Vịt con là một từ chỉ con vật, vì vậy đây chính là một từ chỉ sự vật. Ngồi vẽ ông mặt trời. Từ chỉ sự vật tiếp theo đó là từ mặt trời. Vậy là cô đã vừa tìm được hai từ chỉ sự vật rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại bài thơ để tìm hai từ chỉ hoạt động. Vịt con đang hí hoáy, ngồi vẽ ông mặt trời. Như vậy là với hai câu thơ đầu thì cô đã tìm ngay được một từ chỉ hoạt động. Đó chính là từ vẽ. Vẽ là một từ chỉ hoạt động của con người. Bạn heo gọi ới ời. Ở câu thơ này, gọi cũng là một từ chỉ hoạt động đúng không nào các em? Bây giờ thì chúng ta chỉ còn thiếu một từ chỉ đặc điểm nữa thôi. Chúng ta hãy cùng tìm nốt. Vịt giật mình hoảng hốt. Ôi thôi lọ màu đổ. Bắn tung tóe khắp nơi. Vây bẩn lên tấm áo. Ở đây cô đã nhìn thấy một từ chỉ đặc điểm. Từ chỉ đặc điểm của cô đó chính là từ bẩn. Các em hãy cùng quan sát từ bẩn. Đây chính là một từ chỉ đặc điểm. Như vậy là sau khi mà đọc bài thơ thì cô đã tìm được hai từ chỉ sự vật là vịt con và mặt trời, hai từ chỉ hoạt động là vẽ và gọi, và một từ chỉ đặc điểm đó là từ bẩn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau viết lại những từ này vào câu 7 các em nhé. Ý thứ nhất, hai từ chỉ sự vật đó là từ vịt con và từ mặt trời. Hai từ chỉ hoạt động gồm có vẽ và gọi. Và cuối cùng, một từ chỉ đặc điểm đó là từ bẩn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi số 7. Tiếp sau đây đó là câu số 8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu dưới đây. Cô có câu văn: vịt con đang hí hoáy ngồi vẽ ông mặt trời. Ở câu văn này thì bộ phận in đậm đó là từ vịt con. Và từ vịt con này thì trả lời cho câu hỏi đó là câu hỏi ai, cái gì, con gì. Vậy thì khi đặt câu hỏi, cô sẽ đặt lại câu hỏi như sau. Ai đang hí hoáy ngồi vẽ ông mặt trời? Ai đang hí hoáy ngồi vẽ ông mặt trời? Đây chính là câu hỏi mà cô viết được. Vì đây là câu hỏi nên cuối câu các em hãy nhớ dùng dấu chấm hỏi. Câu số 9. Điền ươn hoặc ươm thích hợp vào ô trống. Ở phía dưới cô có hai câu thơ. Quê chấm 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 là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Ở vị trí ô trống cô có một chữ hát và chúng ta sẽ phải điền vần ươn hoặc vần ươm thích hợp để được một câu thơ đúng. Nếu như ở ô trống này cô điền vần ươn thì cô sẽ được từ quê hương, và đây là một từ không có nghĩa. Vì vậy nên chắc chắn là ở ô trống này cô sẽ phải điền vần ươm từ quê hương. Và cả câu thơ của chúng ta đó là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Các em hãy cùng cô điền vần ươm để được đáp án chính xác. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi số 9, cũng là câu hỏi cuối cùng của phần đọc hiểu rồi.
Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo của đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Phần 2, kiểm tra viết. Bài 1, chính tả nghe viết. Ở bài tập này, các em hãy lắng nghe cô đọc bài cô Tô, sau đó viết lại cẩn thận vào vở, sao cho thật là sạch sẽ, gọn gàng và thật đẹp các em nhé. Sau trận bão, chân trời ngấn bẻ sạch như tấm kính lau hết mây bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Quả trứng hồng hào, thăm thẳm, và đường bẹ đặt lên một mâm bạc, đường kính mâm rộng, bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Đây chính là bài cô Tô, các em hãy viết lại thật cẩn thận vào vở. Sau khi đã viết xong bài chính tả cô Tô, thì các em hãy cùng cô chuyển sang phần tiếp theo của đề kiểm tra viết. Cô có một đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu tả về bộ bàn ghế học tập nhà em. Với đề bài này thì cô có một số gợi ý để các em có thể viết đoạn văn như sau. Khi tả về bộ bàn ghế học tập thì đầu tiên các em phải giới thiệu được về bộ bàn ghế của em. Sau khi đã giới thiệu về bộ bàn ghế thì các em sẽ tả về màu sắc và chất liệu của bộ bàn ghế. Tiếp theo đó là tả về kích thước của bộ bàn ghế. Ngoài ra thì các em có thể nhắc đến điểm đặc biệt của bộ bàn ghế đó. Có gì khác với những bộ bàn ghế khác hoặc là điều em ấn tượng về bộ bàn ghế đó. Và cuối cùng, sau khi tả xong thì em sẽ nói lên suy nghĩ của em khi ngồi vào bàn học này. Với ý là giới thiệu về bộ bàn ghế của em thì các em có thể nói về những suy nghĩ đầu tiên của các em khi nhắc đến bộ bàn ghế. Ví dụ như với bộ bàn ghế của cô thì nó rất mới và chắc chắn. Như vậy, khi giới thiệu về bộ bàn ghế, cô sẽ giới thiệu như sau. Bộ bàn ghế học tập của em rất mới và chắc chắn. Ý tiếp theo là miêu tả màu sắc và chất liệu của bộ bàn ghế. Thì bộ bàn ghế của cô có màu vàng và được làm bằng gỗ, nên cô sẽ tả bộ bàn ghế là nó được bộ em đóng bằng gỗ lim màu vàng và còn thơm mùi sơn mới. Về kích thước của bộ bàn ghế thì bộ bàn ghế của cô dài khoảng 2 mét, rất rộng rãi, nên là cô sẽ viết được một câu văn như sau. Bàn học dài khoảng 2 mét, rất rộng rãi. Điểm đặc biệt của bộ bàn ghế của cô đó là ở phía trên nó còn có một giá sách. Với điểm đặc biệt này thì cô sẽ viết câu văn như sau. Bên trên có cái giá đựng sách rất tiện lợi. Và cuối cùng là khi ngồi vào bàn học thì cô có suy nghĩ đó là cần phải cố gắng học tập để bố mẹ được vui lòng. Vì vậy, với ý này, cô sẽ viết được một câu văn như sau. Mỗi khi ngồi vào bàn, em tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được kết quả cao cho bố mẹ vui lòng. Đây chính là những câu văn mà cô viết được khi tả về bộ bàn ghế học tập của em. Cô sẽ đọc lại. Bộ bàn ghế học tập của em rất mới và chắc chắn. Nó được bố em đóng bằng gỗ lim, màu vàng, còn thơm mùi sơn mới. Bàn học dài khoảng 2 mét, rất rộng rãi. Bên trên có cái giá đựng rất tiện lợi. Mỗi khi ngồi vào bàn, em tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được kết quả cao cho bố mẹ vui lòng. Đây chính là 5 câu văn của cô với đề bài tả về bộ bàn ghế học tập của em. Dựa vào những gợi ý mà cô vừa nêu, các em cũng hãy viết 4 đến 5 câu để tả về bộ bàn ghế học tập của mình các em nhé. Cô hy vọng là các em cũng có thể viết được những đoạn văn thật là hay về bộ bàn ghế học tập. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc đề kiểm tra cuối kỳ số 11 rồi. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.